Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và ngày hôm nay Ngọc Khanh xin mời một gương mặt rất là quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Thành Cao, là bác sĩ chuyên khoa về thận. Ngọc Khanh xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Khanh. Dạ, xin chào quý vị. Tôi là bác sĩ Thành Cao, bác sĩ chuyên khoa về thận. Và hôm nay mình sẽ học về cao máu. Dạ, kính thưa quý khán giả, thì từ trước đến nay chúng ta đã nghe rất là nhiều về đề tài cao máu. Và chúng ta đã biết được những cái điều cần học hỏi với cái góc nhìn của những người là bác sĩ gia đình. Tuy nhiên ngày hôm nay, cái chia sẻ của bác sĩ Thành Cao là đứng trên cái góc nhìn của một người bác sĩ chuyên khoa về thận. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tại sao bệnh cao máu và bệnh thận có nhiều mối liên quan mật thiết. Thưa bác sĩ, bây giờ trước tiên thì mình muốn biết là huyết áp bình thường là bao nhiêu, được gọi là bình thường. Dạ. Yeah. Yeah. So bây giờ mình biết bị bệnh cao máu là lý do số 1 cho bị bệnh trong nước Mỹ. Trong nước Mỹ mình có 120 triệu người bị cao máu. Yeah. So cái bệnh này là very common. So hôm nay mình sẽ học. So thường thường nếu mình có cái máy đo cái huyết áp của mình, thường thường mình muốn cái số là 120 là cái số trên. Yeah. Mình gọi cái số đó là systolic blood pressure. Yeah. Cái số dưới mình muốn cái số đó 80 hoặc là thấp hơn. Yeah. Cái số này gọi là diastolic blood pressure. Yeah. So nếu mình đo cái huyết áp của mình, nếu cái số là 120 trên hoặc là thấp hơn, với cái số dưới là 80 hoặc là thấp hơn, cái đó là huyết áp bình thường. Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, vậy thì khi nào được gọi là cao ạ? Dạ. So, thường thường cái huyết áp của mình sẽ lên xuống mỗi ngày. Yeah. Nếu mình tập thể dục xong, cái huyết áp của mình sẽ cao. Mm. Nếu mình nằm ngủ ở nhà, đang nghỉ mệt, yeah, huyết áp của mình sẽ thấp. So, trong 24 tiếng, huyết áp của mình lên xuống. So, thường thường mình đi bác sĩ gia đình một lần mỗi năm, mình đo cái huyết áp của mình trong văn phòng. Yeah. Nếu cái huyết áp của mình là cao hơn 130 trong văn phòng, cái số trên, mình lo cái mình bị cao máu rồi. Yeah. Và cái này là chỉ một số, tại mình mới nói cái huyết áp của mình lên xuống. So, thường thường mình phải tới lại lần số 2 vô văn phòng. Nếu mình đo lại lần số 2, nếu cái huyết áp của mình cái số trên là 130 hoặc là cao hơn, mình lo mình bị cao máu rồi. Và cái kia nữa là mình lo là thường thường bệnh nhân tới văn phòng bác sĩ, bệnh nhân bị stress, bị nervous. So thường thường cái này mình gọi là white coat hypertension, là thường thường bệnh nhân tới văn phòng bác sĩ mình nhát quá, mình bị stress nhiều, cái huyết áp của mình cao, căng thẳng quá. Đúng rồi. Yeah. So thường thường cho mấy cái bệnh nhân này mình nói bệnh nhân đo huyết áp ở nhà, tại ở nhà mình nghĩ mẹ cái huyết áp của mình là bình thường. Nếu mình đo hai lần cái huyết áp của mình là 130 hoặc là cao hơn ở nhà, cái đó mình biết mình bị cao máu tiếp nữa. À, vậy có nghĩa là lúc mà chúng ta đi khám bác sĩ annual checkup một năm lần, mà mình đã thấy cái số ở trên là 130 là bác sĩ chắc chắn là phải kêu mình đi thử lại rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Và Ngọc Khanh thấy có nhiều quý vị là họ hay nói rằng là tại bây giờ tôi đang căng thẳng thôi, để tôi đi về nhà nó đo trở lại là bình thường. Nhưng mà nếu về nhà mà vẫn là 130 là không xong rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân nào đưa đến cao huyết áp ạ? Dạ. So, sau khi đó, nếu mình có hai số trong văn phòng hoặc là hai số ở nhà, cái huyết áp của mình là 130 hoặc là cao hơn, mình sẽ thử máu, mình sẽ thử nước tiểu của mình, mình sẽ thử cái thyroid của mình nữa, và mình sẽ thử gọi cái EKG, cái này mình đo cái tim của mình nữa, để biết nếu mấy cái số này là cao, mình biết mình bị bệnh cao máu rồi. Thưa bác sĩ, thử thyroid là thử như thế nào ạ? Dạ, thường thường là mình chỉ thử cái máu, cái số gọi là TSH, là Thyroid Stimulating Hormone. Yeah. Nếu cái số này là cao hoặc là thấp, mình lo mình bị bệnh cao máu tại cái thyroid nữa. Yeah. So, thường thường mình phải thử nhiều nhiều đồ trong máu. Dạ, yeah. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà mình thử máu là mình cũng có thể biết được một vài cái factor là mình bị cao máu. Dạ. Yeah. Nhưng mà còn ngoài cái đó ra có cái những cái nguyên nhân gì khác không thưa bác sĩ? Dạ. Yeah. So thường thường còn mình trẻ, cái này là cái ống máu của mình. Dạ, yeah, mạch máu đó. Đúng rồi. Dạ. Yeah. So thường thường còn mình trẻ, mình chưa bị bệnh. Dạ. Yeah. Cái ống máu của mình là mềm. Đấy. So thường thường nếu mình đo cái huyết áp,
cái ấm máu, tại mình đo cái ấm máu, cái pressure trong cái ấm máu của đo mình, đo cái áp suất ở trong mạch máu mình đó. Thường thường cái này là 120 hoặc là thấp hơn. Còn mình lớn tuổi, mình bị bệnh, mình bị cao mỡ. Sau còn mình tới 40 tuổi, 50 tuổi, cái ống máu này cứng lại. Tại nó có nhiều mỡ trong cái ống máu rồi. Còn mình lớn tuổi, cái này nó cứng lại. Như vậy, mình biết nó không còn đàn hồi nữa. Đúng rồi. Bây giờ nếu mình đo cái huyết áp của mình, nếu mình lớn tuổi rồi, cái huyết áp của mình là 130 hoặc là cao hơn. So cái này mình gọi là essential hypertension, hoặc là mình bị cao máu tại mình lớn tuổi. Nếu mình sống lâu, mỗi người sẽ bị cao máu, cái này là bình thường. Bởi nó mình có lý do số 2 mình bị cao máu. So thường thường nếu mình bị đau lưng, đau chân, mình ra ngoài Walgreens, mình mua thuốc giảm đau. Nếu mình uống cái thuốc giảm đau cho mỗi ngày, một năm, hai năm, mấy cái thuốc này sẽ làm cái huyết áp của mình cao nữa. Nó sẽ làm cái ống máu của mình cứng lại nữa. Nếu mình bị kẹt mũi, nếu mình ra ngoài Walgreens mình mua thuốc xịt mũi nữa, cái này nếu mình xài lâu, nó sẽ làm mình bị cao máu nữa. Mấy người bị ngạt mũi mà dùng cái chai để xịt cho đỡ ngạt mũi. Dạ đúng rồi. Và nếu mình bị bệnh thyroid nữa, so thường thường mình phải đo cái thyroid của mình. Mình mới nói là thyroid stimulating hormone. Nếu cái thyroid của mình là overactive hoặc là underactive, mình bị cao máu nữa. Nếu mình hút thuốc sẽ làm cái ống máu của mình cứng lại nữa, mình sẽ bị cao máu tại mình hút thuốc nhiều. Nếu mình người bự, nếu mình mập, buổi tối nếu mình ngủ mình bị khò, cái snoring ngáy, cái đó nó sẽ làm cái huyết áp của mình cao nữa. Và mình có nhiều bệnh trong cái thận của mình. Nếu mình bị bệnh thận nữa, cái huyết áp của mình sẽ cao. So mình có nhiều lý do cho mình bị cao máu, và thường thường cái lý do số 1 là tại mình lớn tuổi rồi. Dạ thưa bác sĩ, vậy có nghĩa là mình nói theo cái kiểu gọi là bệnh theo tuổi già là không tránh khỏi. Và cái đó là bình thường, cái này mình gặp bác sĩ gia đình mình sẽ uống thuốc. Cái này mình sẽ đo cái huyết áp của mình ở nhà nữa, mình sẽ tập thể dục, cái này mình control được, cái này là vậy. Thưa bác sĩ, khi nãy bác sĩ nói rằng là phải thử bệnh về tuyến giáp, vậy thì khi mà mình làm annual checkup mỗi năm đó thưa bác sĩ, Ngọc Khanh thấy là thường thường không có được thử cái annual checkup unless, trừ khi là mình hỏi. Thường thường mình đi làm cái annual checkup, mình gặp bác sĩ gia đình một lần một năm, mình sẽ thử hết. Thường thường mình sẽ thử cái đường của mình, mình sẽ thử cái mỡ của mình, mình sẽ đo cái huyết áp của mình. Cái này là common. Nếu mình bác sĩ gia đình nói mình bị cao máu rồi, bác sĩ gia đình sẽ nói mình về lấy cái cuốn sách, mình đo cái huyết áp của mình mỗi ngày, ghi xuống trên tờ giấy nữa, để mình đem lại cho bác sĩ gia đình để mình kiểm soát, coi cái này mình có bị huyết áp cao ở nhà nữa không. Thường thường mình nói bệnh nhân mình ăn 3 phần đồ ăn mỗi ngày, sáng, chiều với tối. Sau cái này nếu mình ăn 3 lần một ngày, mình nói bệnh nhân mình đo cái huyết áp của mình trước khi mình ăn, tại cái đó mình đo 3 số mỗi ngày được. Mình ghi cái đó trên tờ giấy, đem lại tới bác sĩ gia đình để mình kiểm soát được. Và nếu mình bị cao máu, nếu bác sĩ gia đình nói mình bị cao máu, mình sẽ thử nhiều đồ nữa. Tại nếu mình bị cao máu lâu, hơn 10 năm, cái cao máu sẽ làm nhiều problem nữa. So đầu tiên mình sẽ nói cái tim. Tại mình lo bị bệnh tim. Bệnh tim, nếu mình bị bệnh tim, mình bị chết nhanh. So thường thường mình sẽ làm cái EKG. Là mình sẽ đo cái tim của mình. So thường thường giống như mình tập thể dục. Nếu mình muốn cái bắp thịt của mình nở ra bự, mình phải khiêng cái cục tạ nặng. Nếu mình tập cục tạ nặng lâu, cái bắp thịt của mình sẽ bự. So y chang, cái tim của mình là cái bắp thịt nữa. So nếu mình bị cao máu cho 10 năm rồi, cái ống máu là cứng rồi. So bây giờ cái tim của mình phải bơm cái máu ra
Và nếu cái ống máu bị cứng lại, bị khó bơm cái máu ra. So sau khi 10 năm cái bắp thịt của cái tim sẽ cứng lại, sẽ bị bự hơn, bự hơn, bự hơn. So như vậy nếu mình làm cái EKG mình đo, mình sẽ thấy cái tim của mình là bự nữa. Nếu mình chụp hình cái phổi, mình sẽ thấy cái tim của mình là bự hơn bình thường. Đấy, tại cái đó mình biết, tại mình bị cao máu lâu rồi. Nếu mình bị cao máu lâu quá, cái ống máu trong cái tim của mình sẽ bị cứng lại nữa. Mình sẽ bị đau tim nữa. Thì cái lý do số 1 mình lo nhất là mình bị đau tim, mình bị heart attack ở nhà. Cái kia là cái đầu của mình, cái brain của mình. Okay. So, trong cái đầu của mình có ống máu nữa. So, thường thường còn mình trẻ, cái ống máu là mềm. So cái máu nó chảy vô cái đầu của mình. No problem. Okay. Sau khi 10 năm, cái ống máu trong cái đầu của mình cứng lại rồi. So bây giờ bị khó cái tim, khó bơm cái máu vô cái đầu của mình. So thường thường nếu mình bị cao máu lâu quá, cái đầu của mình sẽ rút lại. So cái này là gọi là risk factor cho bị stroke ở nhà. Và cái cuối cùng là mình lo cái thận của mình. Cái thận của mình là phía sau cái lưng của mình. Sau khi 10 năm, cái huyết áp sẽ làm cái thận của mình yếu hơn và yếu hơn và yếu hơn. Và kỳ trước mình mới nói là mỗi năm mình sẽ thử cái máu của mình để biết cái thận của mình cái số là tới đâu rồi. So mỗi năm mình sẽ thử máu, mình sẽ biết cái thận của mình có bị yếu tại mình bị cao máu không. Thưa bác sĩ, khi mình nói những cái bệnh liên quan đến cao huyết áp thì khi đó Ngọc Khanh thấy được rằng là cái về tim và về thận là hai cái mà gần như là về sau có thể là mình sẽ hễ có cao huyết áp lâu năm là cái chuyện tim với thận là không tránh khỏi. Dạ đúng rồi. Dạ, thưa bác sĩ, vậy thì cái chữa trị cho cái bệnh cao huyết áp như khi nãy bác sĩ nói chúng ta có thể chữa được. Dạ. Nhưng mà có thể khuya được không thưa bác sĩ, chữa lành hẳn luôn được không? Dạ, được. So nếu mình đi sau khi mình 40 tuổi, mình lớn tuổi rồi, mình giống như cái xe hơi. Mỗi năm mình phải đem cái xe của mình tới cái maintenance. Để kiểm soát cái dầu ớt, cái bánh xe, cái điện còn lái được không? So sau khi 40 tuổi, mỗi năm mình phải đi bác sĩ gia đình để mình thử hết được nữa. Tại mình giống như cái xe cũ rồi. Nếu mình bị cao máu, mình có nhiều loại thuốc. Mỗi người là khác. Nếu cái bác bên cạnh nhà mình uống thuốc này, thuốc đó giúp bác, maybe cái thuốc đó không có giúp mình. Mỗi người là khác. So cái này là very important, là mình gặp bác sĩ gia đình mình phải nói chuyện, mình bị cao máu, ai trong gia đình bị cao máu, ai trong gia đình uống thuốc nào để mình biết, để mình chọn cái thuốc đúng cho mỗi bệnh nhân. So đầu tiên mình có cái thuốc mình gọi là diuretic. Cái thuốc này là thuốc giúp đi tiểu. Tại thường thường cái lý do mình bị cao máu là mình có nhiều nước trong trong cái ống máu của mình. Nếu mình ăn nhiều đồ ăn muối, mình có cái muối sẽ làm giữ lại cái nước trong cái ống máu của mình, sẽ làm cái huyết áp của mình cao. Thường thường mình uống một viên đi tiểu một lần ngày để giúp đi tiểu, để giảm xuống cái huyết áp của mình. Thường thường nếu mình uống cái này có nhiều side effect nữa, tại cái thuốc này là thuốc đi tiểu. Nếu mình uống nhiều thuốc này quá, mình sẽ đi tiểu nhiều quá, mình sẽ bị chóng mặt, mình sẽ bị dehydrated. Bây giờ là summer time rồi, ở ngoài là nóng, ở ngoài là 90 độ. Đúng rồi. Nếu mình uống cái thuốc này, mình ra ngoài mình đổ mồ hôi nhiều quá, mình sẽ bị chóng mặt, mình té ở ngoài đường. Và mình phải thử máu để coi mấy cái chất trong cái máu, cái muối, cái kali, cái calcium là bình thường không? Tại nếu mình uống cái thuốc đi tiểu, mình sẽ đi tiểu hết mấy cái chất này ra. Tại vì cái thuốc lợi tiểu nó sẽ làm mình đi tiểu nhiều, nên tiểu nhiều thì mình mệt. Mà đặc biệt là trời đang nóng. Cái đó là cái side effect, cái phản ứng phụ của cái thuốc này. Và mình thấy trong cái gia đình thuốc này, cái diuretic, mình có hai loại thuốc diuretic. Đầu tiên là mình gọi là thiazide diuretic. So trong cái gia đình này mình có hai cái thuốc tên là hydrochlorothiazide và cái thuốc kia là chlorothalidone. Là cái thuốc này là thuốc giúp đi tiểu.
Và trong nếu mình xả cái này trong bệnh nhân lớn tuổi, mình sẽ đi tiểu nhiều muối ra nữa. So trong bệnh viện mình sẽ thấy nhiều bệnh nhân lớn tuổi vô bệnh viện tại vì yếu, bị mệt quá, mình thiếu máu, mình thấy cái muối thấp quá nữa. Yeah. So cái này mình lo nữa. Và cái gia đình số 2 gọi là loop diuretic. Trong cái gia đình này mình sẽ nghe cái tên furosemide, cái brand name là Lasix, bumetanide, cái brand name là Bumax, và torsemide. So ba cái thuốc này là loop diuretics. Cái thuốc này là cho bệnh nhân nếu cái thận của mình là 30% hoặc là thấp hơn, cái thuốc đi tiểu này là mạnh hơn cái thuốc đi tiểu này, mình xài để giảm xuống cái huyết áp được. Okay. Và số 2 là gọi là calcium channel blocker. So mình mới nói còn mình trẻ, cái ấm máu của mình là mềm. Còn mình lớn tuổi rồi, cái ấm máu của mình cứng lại. So mình uống cái gia đình thuốc này gọi calcium channel blocker. Trong cái gia đình này mình có hai loại thuốc. Một là amlodipine và cái kia là nifedipine. Hai cái thuốc này nó sẽ làm cái ấm máu của mình nở ra bự hơn chút được. Tại nếu cái giống như mình lái freeway đi, nếu cái freeway chỉ có hai lane, mình bị kẹt xe nhiều, mình khó lái xe. Nếu mình mở cái freeway ra, nếu mình bỏ 5 lane, 6 lane, cái freeway bự hơn, nhiều xe đi hơn được, mình đi tới A tới B nhanh hơn được nữa. So cái thuốc calcium channel blocker, amlodipine và nifedipine là y chang, nó sẽ nở cái ấm máu của mình ra cho cái máu chạy nhanh hơn được nữa. Và thường thường trong cái này là cái side effect là cái chân của mình sẽ bị sưng. Tại cái này mình gọi là vasodilation. Cái ấm máu của mình sẽ nở ra bự. Và cái tay với cái chân của mình sẽ nở ra. Nếu mình đứng lên, cái huyết áp, cái máu sẽ vô cái chân của mình, sẽ làm cái chân phù ra. Và cái kia gọi là beta blocker. Cái thuốc này nó sẽ metoprolol, carvedilol, inebivolol. Cái thuốc này sẽ làm cái tim của mình bơm chậm hơn. Nếu cái tim của mình bơm nhanh quá, cái huyết áp của mình cao. Nếu mình uống cái thuốc này nhiều quá, cái tim của mình sẽ bơm chậm hơn, mình sẽ bị đau tim. Cái cuối cùng gọi là ACE inhibitor là lisinopril, benazepril, và ARB là losartan, olmesartan, valsartan. Mấy cái thuốc này là giúp cái thận của mình, nếu mình bị cao máu tại cái thận của mình yếu, cái hai cái gia đình thuốc này sẽ giảm xuống cái huyết áp của mình nữa, tại cái này nó sẽ giúp cái thận của mình. Nghĩa là mình có bốn nhóm gia đình mà cho thuốc cao huyết áp, và tùy vào mỗi tình trạng. Đúng rồi, mình phải chọn cái thuốc nào đúng. Nghĩa là bây giờ mình nên an tâm đi, cho dù mình cao huyết áp nhưng mà có nhiều cái lựa chọn rồi. Đừng có ngần ngại uống thuốc cao huyết áp. Nếu mình uống thuốc đúng giống như bác sĩ nói, mình sẽ giữ lại cái huyết áp của mình. Mình thường mình muốn cái huyết áp cái số trên 130 hoặc là thấp hơn, với cái số dưới là 80 hoặc là thấp hơn. Thưa bác sĩ, vậy thì còn những cái phút ngắn ngủi cuối cùng, lời khuyên của bác sĩ cho dinh dưỡng cho bệnh cao huyết áp là gì ạ? So bây giờ mình phải bớt ăn đồ ăn mặn. Nếu mình ăn nhiều đồ ăn mặn quá, cái huyết áp mình sẽ cao. Nếu mình hút thuốc, mình phải bỏ hút thuốc. Nếu mình uống thuốc giảm đau, nếu mình bị huyết cao máu tại mình uống thuốc mới sai, mình phải bỏ mấy cái thuốc đó. Mình phải tập thể dục 30 phút, đi bộ vòng cái khu nhà mình mỗi ngày. Mình phải bớt ăn thịt đỏ, ăn cá và ăn gà. Phải ăn nhiều rau hơn, phải ăn nhiều trái cây hơn, phải bỏ đồ ăn rồi processed food, đồ ăn đồ hộp. Tại đồ hộp có nhiều muối nữa. Nếu mình đổi cái đồ ăn mình ăn, nếu mình tập thể dục, nếu mình bỏ hút thuốc, mình sẽ giảm xuống cái huyết áp của mình dưới 130 được. Ngọc Khanh xin cảm ơn bác sĩ Thành Cao. Kính thưa quý khán giả, đây là cái đề tài về bệnh cao huyết áp, và bác sĩ Thành Cao sẽ trở lại với chương trình Thăng Hoạt Khỏe Tâm An trong một cái đề tài khác có cái tên gọi là có protein ở trong nước tiểu của mình, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau tại sao cái bệnh đó lại gây nguy hiểm. Ngọc Khanh cũng như bác sĩ Thành Cao xin kính chúc sức khỏe cho tất cả quý khán giả, và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Cảm ơn chị Ngọc Khanh. Xin chào quý vị.